Amen. Liền cha thế nào? Kiểm tra đi, kiểm chiến này là kiểm cho kỹ. Cúi xuống, đang hả? Đứng sợ. Đứng sợ mạnh dạn đấy, còn đau không tôi viên mà. Còn đau là còn đi chiến đấu đó. Cái này mà... Không. Bây giờ có đau không? Dạ. Bây giờ có đau, nói đau. Tại vì... Đau thì bỏ đau, đừng có sợ, có bớt không? Đứng dành, đừng có sợ. Đừng có sợ, Chúa chữa lành ngay lập tức. Ung thư này chữa được mấy cái đau nhất nhằm nho gì. Cúi xuống ra. Kiểm tra bình thường. Cứ kiểm đi, kiểm hết. Rồi chừng nào không hết thì làm lại. Nhân viên này có cái gì đấy? Còn cái gì nữa không? Ngoài cái này ra. Chữ này gì đây? Tiếng Nguyên hay tiếng Thái? Có để hận kẻ bạc tình không? Không. Không, nghiêm chỉnh cái gì? Tại bò cạp và xa tăng. Bò cạp, này là con bò cạp, con này quế lên phá. Phải bị phá công việc của nó. Sao hồi đấy chọn cái gì không chọn, chọn bò cá. Nghĩ nó khua hả, ngầu hả? Sang mưa, sang Canada bao nhiêu năm rồi? 20 năm thôi đấy. Đây là đi lính bên Canada này. Thế hả? Đọc lại theo tôi này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Thịnh Lan thế đấy. Ta khước từ của trách và đuổi đi những tà linh, uế linh của Satan ma quỷ đã bước vào ta qua cái dấu tè tu này, hút ngay giờ này đi vào nơi vực sâu, là nơi Chúa Giêsu bảo chúng mày phải đến. Amen. Sao tiếng thở nặng thế, có bị xuyễn không? Dạ không. Hút thuốc phải không? Còn không thuốc. Ok. Không muốn bỏ. Không bỏ còn bỏ. Không muốn bỏ không? Chừng nào muốn mới được. Bây giờ là được cái này. Có muốn bỏ không? Nhưng nào có muốn mới... Có muốn là từ đấy là có muốn bỏ không? Hay là... Nói cho biết nhé. Như hút thuốc, nó gây ung thư phổi sau này. Mà Như có muốn con Như hút thuốc không? Nếu mà sau này nó phì phèo đứa thuốc, Như la nó nói, ba hút mà. Này sao ta? Sao nói nó này? Có muốn bỏ không? Nếu muốn bỏ, chỉ cần Như muốn cầu nguyện đuổi một cái linh nghiện hút nó đi là không quay lại nữa. Có muốn bỏ không? Dạ. Amen. 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 Lặp lại, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Nhân Chúa Giêsu Christ. Ta khước từ. Ta khước từ. Và đuổi đi. Và đuổi đi. Tà linh nghiện hút. Tà linh nghiện hút khỏi ta. Đi về nơi vực sâu. Là nơi Chúa Giêsu. Là nơi Chúa Giêsu. Và chúng mày phải đến. Amen. 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 Lạy Chúa. Con mời Chúa Giêsu bước vào chiếm trọn cạnh con, cả linh hồn xác, chiếm lại những chỗ mà ma quỷ vừa sinh ra. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Danh đại quyền đại năng Chúa Giêsu Christ thỉnh nào ra cái sự đau nhức lìa hoàn toàn, lìa hoàn toàn tất cả những tà linh, uế linh trong căn bò cạp này cũng đi, và đồng thời cái linh nghiện hút ra lệnh cho mày hút khỏi anh em ta. Khanh đã khước từ, ra lệnh cho mày đi ra khỏi khanh giờ phút này, đi về nơi vực sâu, lần nơi Chúa Giêsu dành cho chúng mày. Amen. Bây giờ còn bao thuốc nào không? Chưa. Còn bao thuốc nào không? Mang ra đi dẫn lên nó, để lên nước rác. Chơi lốt, tiếc. Chứ đừng có chơi nốt nha, chơi nốt là cháy họng luôn đấy. Vừa cho cháy họng luôn đấy, nhưng Thịnh Hải Phòng đấy. Thì ngu ấy. Ông là bỏ bao nhiêu luôn, bỏ thuốc không được. Cuối cùng ông bảo nếu quả thật Chúa Giêsu mà có thật ấy, cho tôi bỏ thuốc đi. Hay là coi như ông chỉ nói khơi khơi một cái mà Chúa cho dẫn lên, nhân danh Chúa cho dẫn lên mày. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Nát đem vứt thùng rác. Không có nối tiếp. Có nhiều người bảo ơi một xưa thì để con hút nốt cái. Làm hết thì mới nghĩ. Chúa cho cháy miệng luôn đấy. Cháy miệng luôn ấy. Ông Thịnh đấy dơ lên cái là như hoàn than ở miệng, và sau đó toàn thân ông sốt. Ông bảo tôi sốt coi như là hơn một tuần lễ, nhưng mà có cái là ăn vẫn ngon, ngủ vẫn ngon, nhưng mà người sốt. Thánh Linh vào làm việc sau đó là nghe mùi thuốc là tẩm. Vứt thùng rác. Hôm nay là Khanh kiên quyết là bỏ thuốc. Giờ bà ném vào thùng rác. Kiểm tra lại xem có đau không.
bạn lên dùng dùng khoái dùng khoái nè này khanh bỏ thuốc là dùng chịu à yeah. Ít ra là hôn người ta không thấy hôi yeah. Đúng không chứ hay là bây giờ nhìn thuốc theo là không có mùi thuốc khó chịu để kêu anh bỏ hoài mà không bỏ nổi hả có đứa này dám to gan bỏ vợ bỏ thuốc đừng có làm nói câu đó không đâu vậy anh là cuối cuối chắc phải đâu đừng có sợ đang gì mà rát vậy trông người cũng ngon lành mà sao rát đứng lên mạnh xuống còn đau còn cầu nguyện hôm nay là phải đuổi hết cái chứng bệnh đau hết chưa bao nhiêu phần trăm rồi bao nhiêu bao nhiêu phần trăm không chơi lớp phải chơi hết phải chơi chân tính theo bảo nhiêu hôm nay lúc mà ngò xuống á bao nhiêu phần trăm bây giờ hỏi bao nhiêu phần trăm 10 điểm được mấy điểm 10 nút được mấy nút nói cho xem đỡ bao nhiêu phải đỡ bao nhiêu 10 điểm quá hả 6-7 cảm ơn Chúa đi trong danh Chúa Jesus thì nào ta không chấp nhận 30-40% đau ạ liền ngay amen kiểm tra lại mấy 2-3 bữa nay nó bị đau lưng cái nguyên tắc là gì quét nhà một lần không sạch thì quét lần thứ hai lần thứ ba cho khi nào hết thì thôi bệnh tật nó là ma quỷ đấy nhỉ quý vị đừng có nghĩ khơi khơi nó là ma quỷ sao rồi mấy điểm cái này là con cái này con nói thẳng không đó thì chưa biết được cái con biết là cái bớt nhưng mà chưa chính xác là tại vì không tính được sao đến tiền nhưng bây giờ phải làm sao cho hết luôn có nghe làm sao cầu nguyện cho đấy hết luôn cầu nguyện cho bằng hết thì thôi không chấp nhận bệnh tật không phải là quà tặng bởi vì sao bệnh tật là ma quỷ nếu nó còn nó quay lại vượt đuổi hết okay. Đánh là phải đánh hết. Kiểm tra là xem. Người ta quay phim mới làm chứng được. Yeah. Cứ làm đi. Người ta chắc cú mà. Yeah. Còn đâu còn cầu nguyện. Thằng này kiên nhẫn lắm. Mấy điểm rồi? 10 nút được mấy nút? Cho đại một con số. Mấy rồi? Cắt đầu. Hết hoàn toàn chưa? Yeah. Có dám 100% chưa? Thì còn ở đây là hết, nhưng mà có biết cái lãnh này. Ê, không mời nó lại. Đừng có mời. Có nhiều người chứ, bây giờ hết rồi. Nói sự thật. Không phải, không phải. Nhưng mà nói cái tí cực nghe. Chú lại cho mời nhận nhé. Có nhiều người bảo bây giờ hết, nhưng liệu mai quay lại. Mai quay lại liền. À. Là chính mình hết đã mở. Là hết. Chấm dứt. Có nghĩa là tư tưởng mình là... Bởi vì nó nhớ nhá, bệnh đó là spirit. Spirit nó không có body nhưng mà nó có tai đó nha. Quý vị mời nó quay lại liền. Okay. Khi nói là nghi ngờ biết không? Đau nhức này quá dễ dàng đối với Chúa Giêsu. Mục vụ của tôi là rất nhiều ca ung thư giai đoạn cuối, nhà thương chê bác sĩ trả về. Mà cái này Chúa chữa lành nhức này là lâu lắm, còn bị lâu lắm. À, rồi. Bây giờ là Chúa chữa lành rồi. Châm cứu hả? Lại đây. Ờ, giải quyết liền. Thầy châm cứu thường thường nó không đến từ nơi Chúa. Lại nhân danh Chúa Giêsu Christ. Ta khước từ những tà linh uế linh, những tà linh uế linh của Satan ma quỷ. Đã bước vào đời sống ta qua những lỗ kim châm cứu cút ngay giờ này đi về nơi vực sâu là nơi Chúa Giêsu bảo chúng mày phải đến amen rồi kiểm tra lại quý vị đã nhớ nhé những cái vết xăm ấy mình mà nếu mà vô tình mình bị accident đứt tay ấy, thì không sao chứ có nhiều người cố tình chạm chỗ cắt ấy, là mình mở đường máu ra là Satan nó vào đấy. Sao? Tâm phục khẩu phục Chúa Giêsu chưa? Lấy cảm ơn Chúa. Đi ra chứ đi đấy, đừng mời gọi nó tới nữa nha. Nhớ nha. Nhân danh Chúa. Hết rồi. Không chụp. Đừng danh Chúa Giêsu nha. Ta công bố huyết báu Chúa Giêsu bao phủ khanh từ đầu đến chân, siêu lại cái sự chữa lành này, ngăn chặn lại sự tấn công của Satan ma quỷ. Từ nay khi Chúa Giêsu trở lại, amen. Nào được khanh có khi làm chứng vài câu nhỉ? À, một sư dừng lại. Rồi. Okay. Rồi.